Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu cho các bác mẫu xe Tour, một mẫu xe mang thương hiệu của Malaysia, một mẫu xe touring đi phố rất là đẹp cho các bác thể dục hàng ngày, đi lại ở trong con đường bằng phẳng, trong tuyến phố. Mẫu xe Tour thương hiệu Malay được trang bị bộ chuyển động Shimano DOG, gắn đĩa Atut, phanh dầu DOG XT, khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Xe Tour do là xe đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là trên khung sẽ xuất hiện những cái vết xước nhỏ để đánh khoảng. Hôm nay về cái tông màu sáng đỏ. Sáng đỏ rất là đẹp và thể thao. Trang bị một cấu hình Shimano DOG LX, đặc biệt là Shimano Atut, đùi trục rỗng, máy Vatec đi vòng cuối lỗ đánh 26 inch, phần dầu Shimano DOG XT. Tay bấm Agiview với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa. Phần dầu DOG XT rất là cao cấp và xịn. Phần DOG càng nhôm, càng nhôm 7005, nhôm chuyên dụng sản xuất cánh máy bay. Vatec đi vòng. Dám sẽ vào size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Hai chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 42 cm, từ khóa yên đến tâm cửa sốt 54 cm. Chiếc xe có cái size lượng khá là nhỏ, nó có bác từ khoảng 1m58-60 đến khoảng 1m70 đi phù hợp. Động như các bác thấy trên hình rất là mượt mà, nhẹ nhàng. Bên em đang bán chiếc xe này với mức giá là 10.200.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.